Ui ôi à, Thảm ơi, quả dứa nhà em chín rồi, mắt to như thế này, ăn ngon lắm, vặt đi em. Không được đâu, quả dứa này em nâng niu lại. Chín rồi, anh gấu đỏ, đi lấy dao bổ đi. Ui, sao lại vặt của tớ? Mà ai cần gì phải dùng dao, em mới học ở trên TikTok ấy, có một cái video này hay lắm. Xử lý quả dứa này, vặt đầu, vặt tay, vặt chân của nó ra, ăn trực tiếp mà không cần dùng dao. Đầu tiên, đặt quả dứa đứng thẳng, sau đó thì cầm vào đây. Rút lên đúng không? Ui, rút. Ui. Tay đấy. Vậy là đã bẻ được cái cuống rồi đấy hả Tạm ạ? Đập đập thế này nát hết dứa hả Sam ơi? Không, cứ từ từ đấy, đập dứa này. Rồi, quả dứa này nó cứng nên yên tâm. Lăn lăn mạnh lên em, mạnh lăn, lên lăn mạnh nữa lên lăn, lăn. Ui ui, đưa anh lăn hộ đâu. Lần này như kiểu mắt ra tay các bạn, tích phết đi. Được chưa anh ơi? Được rồi. Bây giờ mình rút cái này ra đúng không? Rồi, rút. Ui, em không biết rút rồi đấy anh. Ôi giời ơi, có đúng ở trong đấy đâu anh ơi. Sai rồi. Chắc là người ta phải bấm móng tay vào như này nữa. Thôi bị lừa rồi anh ơi. Ôi như này nhưng bóc đầu này. Ôi bóc đầu rồi, bóc đầu rồi. Đắt hết rồi này. Nhưng TikTok ấy còn rất nhiều video hay nữa. Hay là hôm nay anh em mình thực hiện các video xem được bao nhiêu video thành công đi. Được đấy. Ai mà làm được nhiều video thành công hơn sẽ là người chiến thắng. Được không? Đi, chúng mình đi thôi. À. Ui, chắc chắn cây này em làm được anh ạ. Làm được không? Điểm này em làm được. Đi làm luôn. Đầu tiên cái trắng trắng này là sữa này anh ơi. À, chưa là được rồi, đúng rồi. Tiếp theo là màu. Màu. Ôi, cái này thì đơn giản. Cho nhiều màu vào anh ạ. Sao anh ơi? Ấy, tiếp đỏ, đỏ. Màu đỏ đâu? Đỏ đây. Ui dồi, cho màu đỏ vào mới đẹp. Được rồi, anh nghĩ được rồi đấy. Đấy, rồi. Tiếp theo người ta thả cái cục gì mà trắng trắng vào đây vậy, em biết không? Em nhớ thả vào mà để nó tỏa tỏa ra đây. Quên, xem lại đi anh ơi. Xem lại. Ôi, đây. Cotton Bill Feel Ship What? Người ta nói tiếng Anh như này, em có biết là cái gì không? Em, cái này là bông và nước anh ạ. Ui, cái này quá dễ, cái này đơn giản. Nhà anh có bông, có nước. Ờ, thế thì lấy anh nhá. Nước với bông lên rồi, trời. Chính là sắp thành công rồi. Nhúng bông vào nước, nhúng bông vào nước. Ôi, bông vào, thả vào. Thả vào. Ơ, không được à? Ơ, sao nó không tỏa ra như người ta nhỉ? Bị lừa rồi. Ui giời ơi, trưởng thế nào? Có thấy gì đâu? Chắc là người ta không lừa mình đâu anh ạ. Thế không lừa mình có được đâu. Thực ra là em học dốt tiếng Anh lắm, em không biết gì đâu. Nãy em nói bừa đấy. Hả? Sao anh không học tiếng Anh đi để hiểu người nước ngoài nói gì? Ui, thôi, anh sợ học tiếng Anh lắm. Mà mỗi lần học tiếng Anh ấy, anh toàn ngủ gật thôi. Mà anh thích học tiếng Trung Quốc hơn. Thế em chưa tải app Duolingo về máy à? Trên đó có hơn 40 ngôn ngữ. Em muốn học tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn gì cũng vô tư luôn. Mà anh bảo này, học ở trên app Duolingo rất dễ dàng, như chơi một trò chơi ấy. Em cũng thích học Duolingo lắm. Mà tớ thấy tải app Duolingo về máy hoàn toàn miễn phí nên cậu ấy cứ vô tư đi. Thế tí nữa tớ phải tải và học thử xem thế nào mới được. Hóa ra là có chém gió các bạn ơi. Bông và xà phòng mà lại bảo là bông và nước lọc. Rồi bây giờ là lại xem thành công không các bạn ơi. Rồi tả vào. Tan luôn. Đi này, ở bên ngoài nhìn như kiểu như là những cái bông hoa. Vẫn ra tiếp này. Trôi dần ra. Anh đỏ. Bên này thử bên này này, như này. Vậy là video này thành công các bạn nha. Anh đỏ, có thích ăn cháo khoai tây không? Có. Anh thích lắm. Thế thì làm theo video này. Cái gì nhỉ? Snack mà có thể nấu cháo được. Hôm nay anh mới biết đi. Đi làm luôn đi. Đang thèm ăn cháo. Ui. Ui, cho em miếng. Ui. Bé.
Wow, nhìn này các bạn. Hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa? Rồi, tiếp theo. Cho nước vào. Ui. Nước nổi thôi anh ơi. Được chưa? Thôi, không phải loãng. Rồi. Bật bếp lên đi cò. Bật bếp. Đấy. Ui, thế là nấu rồi các bạn ơi. Trời, chắc chỉ tầm 3 phút nữa thôi là anh em mình đã có một món cháo thơm ngon bổ dưỡng rồi. Chín rồi các em ơi. Ui trời ơi. Chín rồi anh ơi. Cho đây. Giống ở trên TikTok của tôi. Cầm để anh múc ra. Ui. Đây là cháo dinh dưỡng để làm từ khoai tây. Thế này mỗi lần mà mình thèm ăn cháo thì cần nấu như thế này. Rất nhanh, anh thử trước cho. Ui, hồi nóng quá. Ui, sao thế nhỉ? Nhìn em thử xem nào. Trời ơi, không ngon như các bạn nghĩ đâu. Tóm lại là video này thành công, nhưng mà ăn thì không ngon đâu các bạn ạ. Nên là các bạn không nên bắt chước ở nhà nha. Tào Tháo đuổi đấy. Thôi chuyển qua video tiếp theo đi. Ui, đẹp mà lại còn dễ dàng nữa các bạn ơi. Băng dính có sẵn đây rồi, đi làm thôi. Màu đây rồi, còn đây là băng dính. Dán vào đây. Rồi, đây nè. Cẩn thận các em ơi. Cắt một đầu. Dán vào. Tiếp. Đừng để nhăn. Rồi, dán vào. Tô 7 sắc cầu vồng luôn. Lát nữa mình sẽ có một cái đèn 7 sắc cầu vồng 7 màu luôn các bạn ạ. Wow. Ui. Này, con, tô đi. Ý. Màu đỏ trước. À đâu, màu hồng đúng không Tam? Đúng anh ạ. Màu hồng. Rồi. Rồi. Càng đậm tiếp thì lên theo, màu càng đẹp. Xem màu gì đây? À màu xanh, màu xanh, màu xanh, màu xanh. Màu xanh đúng màu rất đẹp các bạn ạ. Màu vàng. Các bạn cùng chờ đón siêu phẩm nha các bạn nha. Em định dọa ma mọi người à? Đây anh Út ơi. Tăng tăng tăng. Nhìn này. Đây. Anh ôi, nhìn màu này các bạn ơi, nhìn màu rất là đẹp luôn này. Đẹp chưa? Bây giờ này, bắt đầu này. Wow. Đấy là video này của em là thành công. Thôi hẳn cao lên xem Hòa Sam ơi, to lên. Wow, nhìn này các bạn ơi, đẹp không? Đúng như trong video ấy thì là họ đặt như này anh Út ơi. Đây, đẹp chưa? Đẹp, thế là video này thành công các bạn nhá. Wow, anh rất là đẹp luôn này. Là một đèn ấy kiểu như 7 sắc cầu vồng rất là đơn giản luôn ấy anh ạ. Mày đang chơi game à? Cho tao chơi cùng với. Không, tao đang tập học tiếng Anh trên app Duolingo đây này. Học tiếng Anh á? Cho tao học cùng với. Được. Để anh dạy hai đứa cách vào app rồi chúng mình cùng học nha. Đầu tiên thì các em phải tải app Duolingo về máy. Mà giao diện app thì dễ thương, từ trẻ em tới người lớn đều thích nha. Anh ơi, có cái ông gì đó đang nổi tiếng, đang sử dụng đấy. Ông Bill Gates cũng đang sử dụng đấy. Đúng rồi. Ngoài tiếng Anh thì app Duolingo có nhiều ngôn ngữ khác để học, như là tiếng Trung Quốc này, tiếng Hàn Quốc này, tiếng Nga, tiếng Nhật Bản. Em có thể học nhiều ngôn ngữ cùng lúc. À mà còn có cả ngôn ngữ rồng trong Game of Thrones. Hơn 40 loại ngôn ngữ khác nhau đấy, tha hồ học luôn. À, Hà Sa mới từng nói với em biết ngoại ngữ nha, mình sẽ mở mang được nhiều nền văn hóa và ẩm thực nước ngoài đó. Đúng rồi. Bây giờ anh em mình vào học nha. Chọn hình ảnh đúng. Nghe nào. Thì. Có nghĩa là bọn em nghĩ là gì? À, câu này là trà anh ạ. Trà. Kiểm tra. Rồi. Tiếp tục này. Hot. Cái này nè, nếu mà mình không biết nghĩa mình bấm vào đây. Hot. Nóng. Chọn nóng luôn, kiểm tra. Chính xác. Trời ơi. Rice, please. Rice, đi. Có nghĩa là gì hả em? Mình sẽ không biết, mình sẽ chọn vào đây. Cơm này, right, gạo này, please. Vui lòng. Đã, thế là vui lòng cho cơm. Vui lòng cho cơm. Đây. Quá đơn giản đúng không? Câu này nghe này các em ơi. Rice and noodles. Rice and noodles. Rice and noodles. Có nghĩa là cơm anh ạ. Cơm và mì. Mì đúng rồi. Ui rồi rồi, làm tốt lắm. Ui, chưa bao giờ học ngoại ngữ dễ đến thế anh ạ. Mà app còn có tính năng nhắc nhở chúng ta nếu mà chúng ta quên vào học ra đấy. Ui, app Duolingo thú vị như thế này, không bao giờ em quên học đâu. Thế thì anh em mình phải học.
học thật nhiều vào để giỏi tiếng Anh. Tôi đi đi làm theo các thí nghiệm triệu view TikTok cho đi. Trứng. Ui. Đấy đấy đấy, anh thấy chưa? Ảo lắm cỏ, anh nhìn này là không thành công. Ui, rồi. Cái này đơn giản, em tự tin là em sẽ làm được. Bao nhiêu phần trăm? 99.99% anh ạ. Đi thử làm xem. Ở đây có cái lỗ đây rồi anh ơi. Đấy, cái lỗ này như gọi là cái hàng kiến hay là hàng gì ấy? Hàng mối anh ạ. Ôi, để em đập quả trứng vào nhá. Nhẹ nhàng thôi. Ui rồi. Để xem có hút không nào. Ui, ui, hút rồi, hút rồi. Hút rồi. Rồi đợi tí xem là nổi lên không, nổi lên không. Chúng mình cùng đếm ngược nhá. Ôi nhưng mà đây bây giờ vẫn đang hút xuống anh ạ. Hút hết chưa, hút hết chưa? Xuống rồi. Xuống rồi, xuống rồi anh ơi. 5 4 3 2 1. Càng ngày nó càng xuống ấy. Hút thế này là hút mất tích rồi chứ làm sao mà lên được. Em thấy là em quý một quả trứng rồi đấy. Chưa thấy dấu hiệu gì anh ạ. Rồi. Tìm thế này làm sao mà lên được. Đập thêm một quả nữa vào. Quả nữa đập đi. Ôi biết đâu quả này nó lại tỏi lên. Đúng rồi, đập đi đập đi. Rồi. Quả trứng thôi. Ở đâu anh đây? Không thành công rồi các bạn ơi. Vừa không thành công ấy, lại còn vừa phí cả trứng nữa các bạn ạ. Chỉ có hút xuống thôi chứ không thổi lên được các bạn ạ. Video này không thành công nha. Hai Sam, em đói chưa? Đói rồi anh ạ. Há mồm ra anh cho cái này. Ôi ơi, sao lại không cho em cái quả mít này này? Để khi nào nó chín thì cho em đây nè. Quả mít này còn lâu đã chín, mà quả mít này chín không đến lượt em đâu. Mà cũng liên quan đến các loại quả, bây giờ anh cho em xem video này. Táo. Củ than. Táo nướng. Ui trời ơi. Đây, ngon không? Nhìn ngon không? Ui nhìn ôi, đẹp ôi. Ngon thế anh ạ. Anh ơi. Thế bây giờ mình không có táo, mình lấy mít nướng này được không anh? Phải làm đúng táo, để anh chạy về nhà anh lấy, nhà anh đầy táo. Quả táo đây rồi các bạn ơi, táo nướng. Thử xem nào, bây giờ than đã có rồi. Ui dồi ôi. Rồi bây giờ lấp than vào, lấy thêm than đổ vào. Để anh lấy thêm than. Tí nữa sẽ có món là táo nướng chiên giòn. Chưa được ăn món này bao giờ các bạn ạ. Anh cũng chưa được ăn, không biết là có thành công hay không. Ui. Ui. Được rồi, bây giờ cùng đợi 30 phút nữa các bạn nha. A few moments later. Ui, chín rồi anh ơi. Chín rồi, cháy rồi. Ui. Wow. Bita có đi lấy một tờ giấy đi để hoa quả nướng. Ui. Táo nướng các bạn đã cháy đen cháy gì rồi. Nhưng mà lúc nãy anh nhìn thấy người ta nướng cũng đen như này mà. Tí nữa bóc gà mới biết được bên trong có ngon hay không. Ui. Ui vàng lắm. Ui nhìn như kiểu khoai nướng ấy. Nhìn không khác gì khoai tây. Chảy mặt ra đây này. Ui nóng lắm các bạn ạ. Cũng vàng vàng như ở trong video ấy chứ nhỉ. Đúng rồi. Ui. Anh thử trước nhé. Vâng. Là nhanh như kiểu ăn cháo uống nãy các bạn ạ. Nó chua chua lại ngọt. Để em thử nha. Cái ra thì ăn cũng được nhưng mà hơi khó ăn nếu mà nóng quá. Ngon. Thôi em không ăn nữa, em đi về đây. Nhìn thì đẹp đấy các bạn ạ. Giờ mình mới biết ấy, là có cái cách ấy, là ai bóc ra cá hồi dễ dàng như thế. Ui, có cái gì đấy hả? Sao rồi? Đây, cá hồi. Để ăn à? Đúng rồi, ăn nhưng mà có ăn được ra đâu. Thế bây giờ? Nước sôi. Vào. Cẩn thận đấy à Sam ơi. Đây này, nhìn này. Đổ vào ra đúng không? Đúng rồi. Ui, nó săn miếng cá lại luôn này, anh có đó rồi. Thế này có mà 9 cá hồi luôn. Bây giờ này em thử tiếp theo nhỉ? Gọt ra cái này. Ui, anh có đó như này. Ôi, bóc được ra luôn. Như này anh có đó. Wow. Hay. Em phải bóc đều vào mới bóc được. Hay đấy. Wow. Không ngờ tách ra cá dê như thế này các bạn. Thịt anh nhỉ. Thôi này, ngực cò. Rồi cho cậu cái này, xong cậu về cậu nấu mà ăn. Ra cá chiên cho. Cho vừa bảo không ăn được cơ mà. Đó là tớ không ăn được thôi, còn cậu ăn được. Này anh bảo lên. Tớ xin nhá.
Mà anh bảo này, cá hồi làm được, thế những cá khác có làm được như này không nhỉ? Em cũng không biết được anh ơi. Mà nói chung là video này của Hà Sam thành công. Một cái thước. Một bên là một tờ giấy để vào cái thước, mà có thể cái bên kia là thả quả bóng vào mà không bị lật cái thước đi. Ở đây anh đã chuẩn bị cái thước rồi, chúng mình thử làm xem sao. Rồi. Đầu tiên nhá, đầu tiên là chưa để giấy vào này thì mình sẽ thả thử xem. Ui, lật ngay, chắc chắn là lật rồi. Bây giờ đây là một tờ giấy bình thường đúng không? Anh sẽ để lên đây. Rồi, tiếp theo anh sẽ để lên như này. Được rồi. Anh không ai làm cái này. Đây, bây giờ làm thật đây. Ôi. Đâu rồi? Dài ra tí nữa, lại là. Ui, em cho hết giấy lên này, cho hết giấy lên. Hết giấy luôn. Ui giời ơi. Đây là một trò lừa đảo không thành công các bạn nhá. Làm sao một bên tờ giấy có thể đỡ được cái lọ to như thế được đúng không? Em nghĩ chắc chắn là dưới cái lớp giấy đấy người ta đã dính thuốc với cái keo rồi anh ạ. Nani? Ui, trò đây. Nói bé bé thôi còn Hà Sam nghe tiếng. Mở nước. Thấy chưa? Đây chưa. Wow. Lên dần các bạn ơi, quả bóng bay to dần rồi. To. Ui, thôi. Ui, cẩn thận chạm nước ngoài là lộ ấy. Nhiều quá rồi. Nhiều quá bỏ bớt đi. Chúng mình đang làm cái này để chôn Hà Sam các bạn ạ. Liệu Hà Sam có bị chúng mình chôn không? Cùng theo dõi các bạn nhá. Đứng chưa coi. Đây rồi, đánh chặt vào. Được rồi. Xem. Được rồi. Nhìn thế này đảm bảo là không biết được đâu. Anh khoai tây không? Bọn anh ăn chán rồi. Trời ơi, mà chán rồi mới cho em. Cơ hộp này hộp mới đấy. Cảm ơn. Không có gì. Cái gì nó vừa xảy ra đấy anh út ơi? Vậy là video này của chúng mình thành công các bạn ạ. Bọn anh vừa mới học ở trên TikTok đấy. Chạy. May quá thoát được Hà Sam rồi anh ạ. May mà thoát được ấy các bạn ơi. Mà thôi bây giờ chúng mình cũng kết thúc video tại đây thôi. Hôm nay chúng mình làm video thử thách triệu view trên TikTok thì có những video thành công, cũng có những video thất bại. Mà thật đấy, mà các bạn ở nhà nhớ chăm chỉ học ngoại ngữ ở trên app Duolingo nhá, để trình độ ngoại ngữ tiến bộ từng ngày. Mà link tải app mình đã để bên dưới, các bạn nhớ bấm vào tải nhá. Còn bây giờ chúng mình kết thúc video tại đây. Bye bye.